huấn luyện viên Mai Đức Chung đội mưa chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam ở Ba Lan. Hôm qua 18 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Ba Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 nữ Ba Lan diễn ra vào 11 giờ hôm nay 19 tháng 6. Dù gặp phải cơn mưa nặng hạt ngay khi vừa bắt đầu buổi tập nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tập luyện tích cực và hiệu quả. Các cầu thủ đều hoàn thành giáo án của ban huấn luyện. Trước buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành thời gian động viên và nhắc nhở các cầu thủ tập luyện để làm quen với thời tiết tại đây. Bởi khung giờ của buổi tập cũng chính khoảng thời gian sẽ diễn ra trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan. Để chuẩn bị cho trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành phần lớn thời lượng của buổi tập để các cầu thủ thực hiện các bài tập ngắn nhưng có cường độ cao như pressing, tốc độ. Bên cạnh bóng thi đấu chính thức của vòng chung kết World Cup nữ 2023, ban huấn luyện cũng cho các cầu thủ tập bóng do Liên đoàn bóng đá Ba Lan cung cấp để làm quen cảm giác bóng để có hướng xử lý chính xác nhất cho trận đấu với đội chủ nhà. 11 giờ trưa ngày 19 tháng 6, giờ địa phương, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận giao hữu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan tại sân Sinisprukop. Để tạo điều kiện cho người hâm mộ theo dõi trận đấu và cổ vũ cho hai đội tuyển, ban tổ chức đã thống nhất miễn phí vé vào cửa cho tất cả khán giả. Ở trận giao hữu trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Ba Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp. Trước đó, trong hai trận đấu giao hữu trước với các câu lạc bộ ở Đức, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đánh bại đội Eintracht Frankfurt và Sport Mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.